đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn, cứ ăn đu đủ thì sẽ rất là lợi cho da và tóc nhé, và chống lão hóa. Mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây ạ. Các bạn ạ, ăn đu đủ sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa rất là tốt, nên nhất là khi chúng ta ăn no nhé. Và bây giờ mình sẽ nắp đu đủ ạ. Đây là quả đu đủ các bạn nhé. Các bạn biết rằng đu đủ không chỉ là một loại trái cây ngon mà người Việt chúng ta rất hay dùng, mà đu đủ còn là nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhé. Đu đủ giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lycopene, hay là có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa rõ rệt các bạn nhé. Các bạn biết rằng khi chúng ta ăn đu đủ thì cái tình trạng lão hóa da hay là tóc của chúng ta sẽ giảm đi một cách đáng kể. Nó chống lão hóa hay là lão hóa ngược đấy ạ. Thì ngày nào chúng ta cũng ăn đu đủ, chúng ta ăn sẽ thấy da rẻ của chúng ta căng bóng, hồng, mịn màng và nó trẻ ra so với bình thường hàng 10 tuổi các bạn ạ. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy rằng phần lớn tổn thương da và lếp nhăn xảy ra và với lão hóa có thể được quy cho hoạt động gốc tự do quá mức các bạn ạ. Tác dụng bất ngờ của đu đủ với làn da và tóc thì mình sẽ xin chia sẻ sau đây các bạn nhé. Các bạn biết rằng đu đủ thì mình vừa ngắt ở trên cây xong, đu đủ nhà mình chín cây rất là ngon các bạn ạ. Thứ nhất là có lợi cho da các bạn nhé. Nó giảm lếp nhăn và làm giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lycopene có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Theo nghiên cứu thì các chất chống oxy hóa có trong đu đủ có thể giúp chống lại các gốc tự do làm làn da của chúng ta nhé luôn mịn màng và trẻ trung hơn ạ. Đu đủ cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, và sự cải thiện độ đàn hồi của da có thể giảm thiểu sự xuất hiện của các lếp nhăn. Đu đủ là một trong những loại trái cây ngọt mà được rất nhiều chị em phụ nữ ưa dùng và rất là tốt đối với sức khỏe, cho nên là chúng ta có thể sử dụng nó nhé. Và toàn thân cây đu đủ đều là thuốc quý các bạn ạ. Lá chúng ta cũng có thể ăn, quả chúng ta cũng có thể ăn, ăn sống, ăn chín. Tức là ăn như thế này chưa qua chế biến nửa gọi là ăn sống, nhưng gọi là đu đủ chín cây nhé, dưới dạng là ăn sống đấy ạ. Còn như ăn chín nữa thì các bạn có thể là đu đủ xanh hầm lên hoặc luộc lên hoặc hấp lên chúng ta ăn nhé. Hoặc có loại đu đủ là đu đủ đực ấy, thì chúng ta cũng còn dùng hoa đu đủ đực ấy, làm rất là nhiều bài thuốc quý từ hoa đu đủ đực hoặc trà hoa đu đủ đực, rất là tốt đối với sức khỏe ạ. Nó còn ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả nhé. Một nghiên cứu năm 2014 đã chỉ ra rằng những phụ nữ khi sử dụng các hợp chất chống lão hóa hay là chống oxy hóa nhé, bao gồm vitamin C và lycopene, đã được giảm đáng kể cái độ sâu của lếp nhăn nhé, trên khuôn mặt như là ở khóe mắt đấy ạ. Độ sâu ấy nó càng sâu thì tức là chúng ta bị lão hóa nhiều.
kiểm soát được mụn trứng cá các bạn nhé. Các enzyme papain và chymopapain có trong đu đủ có thể làm giảm viêm. Papain hòa tan protein và có thể là được tìm thấy trong nhiều sản phẩm dưỡng da hay sản phẩm làm đẹp ạ. Nó giúp tẩy đi tế bào chết nhé. Những thực phẩm này thì giúp giảm như là mụn trứng cá bằng cách loại bỏ các tế bào chết và có thể làm cho da của chúng ta trở lên căng bóng hơn và cái lỗ chân lông của chúng khuôn mặt hay là trên da được se khít lại, kín lại và nó không bị các bụi bẩn bám vào gây ra mụn trứng cá. Papain cũng có thể loại bỏ cái một chất nằm bị hư hỏng và tích tụ trên da nhé và hình thành các vết sưng nhỏ. Một nghiên cứu năm 2017 cho rằng papain là một trong những phương pháp điều trị khả thi cho sẹo ạ. Đu đủ cũng rất giàu vitamin A, đóng vai trò điều trị mụn trứng cá hay là retinol nhé. Và một dạng vitamin A tại chỗ ạ, có thể giúp điều trị và ngăn ngừa các tổn thương do mụn viêm da. Trị nám thì đu đủ là một phương pháp điều trị nám tại nhà phổ biến. Những người ủng hộ phương pháp điều trị tự nhiên này cho thấy các enzyme và beta carotene, vitamin và phytochemicals nhé trong đu đủ có đặc tính làm sáng da và mềm da các bạn ạ. Ngoài ra đu đủ còn có lợi cho tóc các bạn ạ. Điều hòa tóc nhé. Năm nghiên cứu năm 2012 với nguồn vitamin A và trong đu đủ ấy có thể có tác dụng tích cực đối với tóc và giúp cho da đầu của bạn sản xuất ra bã nhờn nhé, giúp nuôi dưỡng tăng cường và bảo vệ mái tóc của bạn ạ. Mặt nạ dưỡng tóc thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì đu đủ chín thì các bạn dùng cho mình 100g đu đủ chín với 1/2 chén dầu dừa, 1 thìa mật ong. Chúng ta xay nhuyễn lại và chúng ta đắp lên tóc nhé. Để yên trong vòng từ 30 đến 40 phút. Sau đó các bạn xả và gội đầu lại và dưỡng ẩm như bình thường nhé. Năm 2018, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra hợp chất có trong đu đủ bao gồm lycopene đã cho thấy nó hoạt động kích thích tăng trưởng của tóc mạnh mẽ và phòng chống gầu nhé. Một trong những nguyên nhân gây ra gầu là da loại lấm, gây giống như lấm men được nữa nhé. Được bài báo năm 2011 chỉ ra rằng các đặc tính chống lấm của hạt đu đủ có tác dụng hỗ trợ trong việc kiểm soát và ngăn ngừa gầu ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn đu đủ rất là có lợi cho da và tóc của chúng ta nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ.